Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Đồng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đây quý vị. Thì đây hôm nay thì quay là một cái lô mai quành to như quý vị. Tay cành quý vị thấy ha, cũng đẹp đây ha. Đó, quành to, tàn cũng to luôn rồi quý vị. Chào anh. Chào thầy, chào các anh em bạn chiến hữu gần xa nha. Nay mình có đem về hai mấy cây giảo hạt riêng Thủ Đức cho anh em. Lớn, hình thức mình cũng bao ship cho anh em đi. Cho quá luôn. Dạ. Địa chỉ mình là ấp 2 xã Nghĩa Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại mình để tên tiêu đề nha anh em. Rồi. Cây này cái trên nó, lúc cái trên nó cao quá bị trúng bạc á nghe anh em. Nó héo lá chút chứ không có gì hết đó anh em. Là mã số đầu clip là mình mã số là 26 ha anh. 26. Mã số 26 nhưng quý vị, mình sẽ ước lượng chiều cao với tán ngang em nó ha. Thì em này cao chắc khoảng tầm là 1m8 nhưng quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m5 rồi quý vị ơi. Tàn bự nha. Anh xoay vòng cho quý vị mình nghĩa cái tàn đó quý vị. Tàn tròn đều bốn mặt ha. Đế quýp luôn nha anh em. Rồi mình xuống cái hoành với đế nó luôn quý vị. Quành 29 anh em. 29 quành ha. Rồi để luôn. Để whip luôn. Đó. Đây đó, đặt hết trơn này ha. Để đặt hết trơn cộng bự không quý vị, còn quý vị ngắm xương cành nó luôn đây ha. Xương cành nè. Chủ yếu động dưới nha quý vị. Rồi kéo được tay lá của quá xá lá ha. Rồi động trên. Mình giao lưu có nguyên lô này 23 cây, ai giao nguyên lô mình để giá hữu nghị luôn nha anh em. Rồi. Cây số 26 giá 2.3 anh em. Rồi 2.3 quý vị. Với giao lưu lẻ thì với giá vậy ha, còn nếu mà quý vị có nhã ý mà chốt nguyên lô thì có giá thật là ưu đãi luôn nha quý vị. Tại vì cây về một chỗ thì cái phần tiền ship sẽ giảm cho quý vị rất là nhiều đó ha. Rồi, mình qua cây mới luôn. Là mã số tiếp theo là 27 ha. 27. Rồi 27 quý vị. Em này cao chắc khoảng tầm 2m nhưng quý vị. 2m có hơn á, mình báo lấy 2m ha. Ở ngoài thì hơn 2m nhiều. Tán ngang thì chắc khoảng tầm 6m 7 quý vị. Mày ghi số luôn đi phải. Cái đợt này hết cái đỉnh này là hơn 2m nha. Tắt cành nha. Mày bự lắm anh em. Rồi vô cái hoành này quý vị ơi. 31 anh em. Rồi, ơi. Rồi, đây quý vị. 31 hoành ha. Đế có nè nha. Đó. Chị ngắm nghía. Tại mình sâu quá nè, nè thấy nó lồi không? Đế không ha. Vậy là nè. Nó nằm ở giữa cái bầu ha. Nên không dám khai thác anh em. Đây khai thác nữa còn nóng bầu quá yếu cây ha. Rồi giờ cũng tạm thời thấy lúp ở trên cái đầu cổ cái cổ rễ không à. Giá 2 triệu anh em ơi. Quỳnh 31. Giá cái 2 triệu. Cây 27 giá 2 triệu. Rồi xuống cây. Qua cây 28. Rồi 28 bên này cao cũng ngoài 2m luôn rồi quý vị. Hơn 2m nhiều nha. Tán ngang thì chắc khoảng tầm là 1m5 nha quý vị. Thì em này thì trên đỉnh thì nó cũng có bị cái bạc ha, bạc xe đó. Cả thì cũng hơi nóng nên lá hơi cháy không sao quý vị. Xương cành. Xương cành đều trân anh em ơi. Cái gì nghĩa cái xương cành ha. Rà chậm chậm xuống đây. Hoành cũng bự nè. Hoành bự lắm nè. 33 dư rồi. Anh em. Đây. 33 có hơn heo quý vị đó. Rồi để luôn anh. Chậm chậm. Để whip luôn nha anh em. Để ha. Để cục không. Đều quá nè ha. Đó. Whip luôn. Đó, để em giáp hết trơn rồi quý vị. Giáp hết rồi anh em ơi. 8 ha. Số 28 giá 2.7 thôi anh em. Rồi 2.7 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 29. 29. Em này cao cũng ngoài 2m luôn rồi quý vị. Rồi, tán ngang em này chắc khoảng tầm 1.5m luôn rồi quý vị ơi.
Đây, nó vượt qua khỏi tấm lưới đan luôn rồi đó. Độc chủ ha. Quanh 30. Từ từ để đợi này, đợi xuống. Những miếng xương cạnh ha. Vô quanh trước luôn nè quý vị. Quanh 30 nè anh em. Đây, 30 ha. Đúng luôn. Để có luôn mà sâu quá anh em. Đây có nè. Đây có, đây cũng có nè. Đây nè. Thấy không? Đây cũng lồi nè. Nó chổi ra cái bầu đó. Cây 29 giá 1,5 triệu anh em. Hoành 30 giá có 1,5 triệu anh em ơi. 1,5 triệu ha. Rồi trả ngược lại đến cuốn ở trên nha. Rồi, rồi xuống cây. Đây, mã số tiếp theo luôn. Cây 30. Ồ, cây 30. Rồi, cây 30. Em này cái tàn cũng bự nè quý vị. Tán ngang em này chắc khoảng 1m6 nha quý vị. Cây này vip nè anh em ơi. Còn cao thì chắc khoảng tầm 2m nha quý vị. Tàn bự chảng kính mít đây ha. Rồi, tay cành nữa nè anh. Đây, tay cành luôn. Quá trời. Đó. Đó. Ngắm nghía kỹ em này ha. Để quyết rồi, luôn. Mình vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 31 anh em. Rồi 31 hoành. Sắp 32 mình lấy rồi, 31 để luôn rồi. Ha quý vị. Để quyết luôn nha anh em. Đó. Vô luôn như đây anh. Giá 3 triệu anh em. Rồi 3 triệu nha quý vị. Rồi tiếp đây. Tục quý vị mã số 31 quý vị ơi. Em này cao chắc cũng khoảng tầm 2m luôn rồi quý vị. Tán ngang em này tính gọn gọn khoảng 1m4 ha quý vị. Tàn bự nè. Hoành chắc thôi vô cái hoành trước luôn nha quý vị. Đây, hoành 31 luôn anh em ơi. Đây, quý vị ngắm nghía kỹ nha. Đó, để có luôn đây nha. Dư. Đây nè. Đó, rồi, nè, giờ ngắm nghía đế nè. Chậm chậm cho nghía đế nha. Đó. Đó, đặt hết trơn ha. Đặt hết anh em. Đặt kẹo cái đế nè rồi quý vị. Giá 2 triệu anh em ơi. Tay cành và anh để em đừng xe chỗ khác nha. Rồi. Tay cành nè quý vị. Đó. Đặt ra đằng này ha, ổn ha. Để quyết hết rồi đó. Cây 31 giá 2 triệu anh em ơi. 2 triệu là bao ship tổng quốc nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 32. Rồi em này cao tầm 1m6, 1m7 vậy quý vị. Còn tán ngang thì khoảng 1,5 m ha. Nó xoay xoay vòng nó cho quý vị nghĩ cái tàn cái anh em. Đó gì. Tàn cũng bự ha. Khoảng 1,5 m nha quý vị. Còn đọt chủ nè. Đây đọt chủ nó đây ha. Đó. Chậm chậm quý vị nghĩa xương nè. Xương cành nè. Rồi anh dừng giúp em cái đoạn này ha. Đây cũng lên để thấy xương cành ở đây quý vị. Đều hết rồi nè. Ở đây nó lòi cục cục luôn rồi nè anh em. Trong nách nó già nó bung. Bùng nách ha. Rồi tay cành luôn nè. Vô hoành luôn. Vô hoành luôn nha quý vị. Hoành to. Nhiều. 32. Rồi 32. 32 hoành luôn. Để quý vị ngắm nghĩa kỹ nha. Giá 1,8 triệu anh em. Để có luôn nha anh em. Rồi ghi giá vô đó rồi cái quen vòng cho quý vị nghĩa đế kỹ ha. Rồi đó. Để có luôn đó anh em. Đây đó. Cái này chảy luôn nè thầy, thấy không? Chảy nè. Chảy bọt đó, đây nữa nè. Nhẹ nhẹ ha. Rồi, chảy nhẹ luôn ha. Nè. Có dấu hiệu có nổi gân, chảy nhẹ nhẹ như vậy. Nó chảy rồi, nó sụt chảy ha. Rồi, cho em dòng nó đi anh. Quay cũng kỹ kỹ cho quý vị xem ha. Rồi, trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào cứ alo liền nhé. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 32 ha. Rồi mã số 33 xin lỗi 33 nha quý vị. Mã số vừa rồi mới 32 ha. Số này 33. Em này cao mình lấy khoảng ước lượng khoảng 1,5 m tán ngang thì khoảng 1,5 m luôn nha quý vị. Nên cái tàn nhìn thấy nó tròn bự đi. Đó. Thay cành đây ha, xuống hoành luôn. Quần 25 anh em. Rồi, 25 hoành. Rồi xoay xoay chỗ diện ngắm nghía xương cạnh em đó. Giá 1,2 triệu anh em. Rồi 25 hoành, 1,2 triệu bao phí ship toàn quốc.
Rồi xuống cây luôn. Nào qua cái mã số 34 không quý vị. Đây mã số 34. Em này khá là cao. Ngoài 2 mét nha quý vị. Rồi anh xây một vòng cho quý vị mình nghĩa cái tàn đó ha. Đó, tàn tròn đều, bốn mặt không có lép mặt nào nha quý vị. Cao thì ngoài 2 mét nha. Đây thì đây. Đây còn mấy cái cọng gì nó đu bám nè, chưa có gỡ ra luôn. Đó. Tàn thì kín mít ha. Rồi xương cành đây quý vị. Rồi, xương cành cũng đặc quá ha. Quần 26 à anh em. Đây mình xuống vành luôn nha quý vị. Đây 26 vành. Để thì cũng có nè. Giá trừ 3 anh em. Đó. Cho vòng nữa đi à. Cho giáp cái vòng nữa ha. Đó. À, tại cạnh cũng đều những người quý vị. Có 1.3 triệu thôi. Đó, 1.3 triệu. Tại cạnh đều. Đó, cái tàn bị chản ha. Cao luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi sang qua mã số tiếp theo 35. 32. Ủa 35. 35. Rồi mã số 35 em này cao cũng ngoài 2 mét nhiều. Tàn bự rồi anh à, tán ngang thì chắc khoảng 1m7, 1m8 có hơn. Lấy 1m8 nha quý vị. Đó, bao lấy 1m8 luôn nghe, cao rồi hơn 2 mét nhiều nha. Tàn rất là to nha. Đây đọt chủ nè. Thì hàng này cũng là hàng một cốt nhưng không nha quý vị. Đây đọt chủ đây ha. Đó, xương cành nè. Để mình dạch cho quý vị xem ha. Đó. Ở trong cũng khích khích nữa ha. Dạ, từ từ xuống đi. Đó. Từ từ xuống nè. Vành 31 anh em, mình đo lúc ở trên đó nghe. Rồi, 31. Rồi, chứ lỗi như đây 33. Để quýt luôn. Để đủ hay nghe anh em. Nhóc luôn ha, đặt hết trên này ha. Rồi, giao luôn như đang. Giá 2.5 triệu anh em. Rồi, ơi. 2.5 triệu nha quý vị. Bao ship rồi nha quý vị. Ship cho quý vị mình toàn quốc luôn ha. Tay cành hỏng ha. Rồi xuống cây luôn. Tàn rất là to nè. 36. Rồi qua 36 luôn. À, kéo lên quý vị ơi. Ở sau lưng mình. Để mình lùi cái. Rồi tán ngang này chắc khoảng tầm 1m3, 1m4 gì đó ha. Cao thì ngoài 2 mét nhiều nha quý vị. Đây đọt chủ đó ha. Đổi nóc lưới lan luôn đây. Dạch thử ra đoạn này đây. Tay cạnh cũng khá quá nè ha. Dạch ngẫu nhiên đó quý vị. Ra từ từ xuống luôn đây. Xuống vành luôn nha quý vị. 27 yếu bình tĩnh anh. Rồi 26 vành này ha. Rồi. Để có luôn nha anh em. Để có luôn. Cao quá nó dướng nóc lưới rồi quay không được. Rồi xuống cành đi ha. Dướng dây điện. Cây 36.3 triệu anh em ơi. Dướng dây điện. Giờ mình quay không được, cứ dính cứ nhét hàng. Dây điện đừng quay nữa anh ơi. Để em kéo vòng vòng cho quý vị mình xem nè. Đừng. Đó, cành xong ha. Ổn ha. Rồi xuống cây luôn. Cây cao quá sát cao luôn quý vị. Cây cao mà giá không cao ha. Rồi mã số tiếp theo luôn. 37 phải không anh? Cây 37. Rồi mã số 37 ơi quý vị. Em này cao cũng khoảng ngoài 2 mét luôn. Rồi tán ngang thì em này cũng khoảng 1m3, 1m4 gì quý vị. 3m4 là chắc luôn ha. Đó, cao từ ngoài 2 mét nha. Rồi vô cái vành trước đi, lát nữa quay tay cành sau những quý vị. Vành 28 anh em. Rồi 28 vành. Để có luôn. Đó. Rồi tay cành ha, vậy là lên tay cành những quý vị nè. Từ 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 từ. Quay về nhanh quá quý vị. Không kịp ha. Cành cũng ổn nè ha. Đó, về dài đây nè. Đặt cái tên theo cái gì ổn ha. Giá 1.5 triệu thôi anh em. Rồi 1.5 triệu rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 38. Cái này cao dữ nha.
Rồi. Mà là quá cao quý vị ơi. Này có 2 mét rưỡi rồi ha. 2 mét rưỡi ngoài á anh. Cao 2 mét rưỡi ngoài rồi đó quý vị, cao dữ lắm. Đụng nút với lưới. À, còn tán ngang em này chắc khoảng 1m7, 1m8 rồi quý vị. Ngoài 2 mét đó mà thầy không. Rộng lắm. Để mình kéo anh Năm trả lại cái thôi siêu rồi, anh dừng lại cho em ha. Đây mình kéo ra từ dưới lên nè quý vị. Vậy ngắm nghĩa kỹ ha. Cao chót chót ở trên lúc trên đây luôn quý vị ơi. Đó. Cao lắm. Đây ngoài 2 mét rưỡi á. Báo lấy 2 mét rưỡi nha quý vị. Này cao quá rồi mình xếp toàn quá hơi căng ha. Quanh 33 mình lấy 32 thôi anh em. Yếu 33 yếu mình lấy 32 nha. 33 cũng ngay mí luôn ha. Rồi. Để luôn. 32 thôi, để ở đây có luôn nè anh em nè. Đó, đây mình kêu nè. Rồi, xây luôn qua mặt bên kia luôn. Đây mà. Ê, cây cao quá. Dựng lên tiếp tục cái gì ơi, chỉnh luôn, để giúp người thân luôn. Chỉnh luôn đi. Rồi, chỉnh luôn đi. Rồi tiếp qua mặt bên kia ha. Đó, có luôn nè anh em. Đây, bên đây đây. Rồi báo giá luôn đi ha. Rồi cây 38 giá 2 triệu anh em. Rồi 2 triệu quý vị. Cây này bay nè nghe. Này bự quá. Mới bay. Cao nữa ha. Quá sát cao luôn rồi. Đó, cây. Okay. Hết biết cái cây luôn rồi. Quá to luôn. Rồi tiếp tục mình qua cây này như là 39 ha. Cây này VIP nè anh em. Em này tàn cũng đặc quá ha. Này cao ngoài 2 mét nha quý vị. 2 mét cũng nhiều á. Đó. Rồi tán ngang hôm nay chắc khoảng 1m6, 1m7 nha quý vị. Cái tàn nè. À, quý vị nghĩ cái tàn ha. Tàn kính nha quý vị. Kính mít nè. À, độc chủ nó đội trên nóc lưới lan rồi quý vị. Em này ngoài 2 mét nhiều luôn ha. À, tàn ổn ha. Tròn khuôn mặt nha quý vị. Đây cái hoành nè. Hoành này cũng bự nè. Xương cạnh ở dưới cộng nào nó hết biết cái cộng luôn nè. Bự bự không quý vị. Đất thân thấp ha. 36 yếu. 36 tính 35. Rồi, 35 hoành. Đây để có luôn nghe anh em, đây nè. Đó, 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng nằm ở cụm đó đó. 5 cộng nè. Rồi, 6 bên đây cộng bự nè. Bên đây cộng bự nữa nè. Rồi, tay cành đây. Xen vòng luôn anh Năm. Cho vòng nữa cho quý vị ngắm nghía kỹ ra tay cành đoạn dưới ha. Đó, đoạn dưới đó. Rồi, tay cành để mình xâm nhập vô đoạn giữa thử coi quý vị. Whip không anh em. Để thử coi. Tay cành whip. Giữa này ha. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây anh? Kê 39 giá 3,7 triệu anh em. Còn tay cành đoạn trên nè. Rồi, xuống cây. Qua cây 40. Rồi, mã số 40 quý vị. Em này cao cũng khoảng 2 mét nhưng quý vị. Mà tán ngang em nói thì anh xây vòng cho em mới ước lượng cho chính xác ha. Rồi nó nằm khoảng 1m3 nhưng quý vị. Cao thì khoảng 2 mét ha. Khoảng 2 mét như em này chắc khoảng lấy 1m8, 1m9 nè. Nó nằm ở khoảng đó đó. Để xâm nhập tại cành thử coi. Gì thấy gì trong không? Ổn hay cái gì? Cành cũng ổn ha. Rồi xuống đây, mình không có bỏ đoạn nè. Cành cũng ổn nè. Quanh 28. Rồi, để luôn anh. 28 quanh. Để whip luôn. Để đó. Đó. Này tại chưa để, kéo ra nghe. Để bàn ha. Cho vòng đế nữa đi anh. Để bàn xe cũng đều cái bầu luôn nha quý vị. Whip á, đây luôn rồi em có luôn. Còn tay cành thì nãy giờ quý vị đã xem rồi cũng ổn ha, đều ha, phân bố đều ha, đế cũng đế bàn xe đều luôn. Giá 1,5 triệu anh em. Rồi, 1,5 triệu thôi quý vị ơi. Giá cũng rất là vừa túi tiền ha quý vị. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị. Mã số này là 41 hả. Rồi 41 quý vị. Anh này cao tầm ngoài 2 mét luôn. Rồi tán ngang chắc khoảng 1,5 mét quý vị. Tàn đẹp quá anh em. Đây tàn nè. Kính mít cái tàn này ha. Đó. Bốn mặt kính hết trơn nè. Còn độc chủ thì nó nằm ở trên đây đó, lúc đó đó quý vị. Rồi dừng lại luôn anh. Dừng lại quý vị. Để đưa máy lên quý vị, tay cành ở đoạn lúc ở trên đây ha.
kéo kéo cái qua đây chút bãi rồi, kéo vô cành đoạn giữa giữa kéo cái bầu vô dở lên bãi dở phụ lên rồi anh Nam cho em một vòng đó tay cành trong viên ngắm nghía kỹ xương cành ha thân này thân lắc lắc tay cành đặt hết trơn ha thân lắc lắc đó gốc với nở cũ ha đó cái hoành rồi đó cái cũ sao nha mình đo hoành nha anh em cái hoành này là 27 sẵn đó dòng xuống thước xuống ôm cái cũ ôm thử. Cái cũ ơi ôm cái cũ thử nhiều ha bao nhiêu này 36 cái cũ rồi cái gì ngắm nghía cũ đế luôn ha có đế luôn nha anh em đây đây để giáp vòng ở trơn nè cũ nở 36 ha rồi hoành thì 27 thân giá 2 triệu rồi anh em thân thì lắc lắc ha tay cành đặt kẹo ở trơn nè cái tàn thì quý vị cũng quý thấy luôn rồi ha tàn cũng tàn đẹp kinh mít ha em. Rồi mình xuống cây rồi mã số 42 mình tính đâu đây hôm nay cao chắc ngoài 2,5 m hôm nay ngoài 2,5 m nè quá xá cao luôn nha quý vị còn tán ngang em nó thì chắc khoảng 1,7 m nha quý vị này cao dữ này ngoài 2,5 m luôn á này lúc, mình lúc, quay lúc. Nó ngã anh em mình để im nha quay nha quay chắc cũng quay chậm mình quay chậm từ ra anh Nam dừng lại giúp em anh Nam ơi nó ngã để em xâm nhập cái đoạn giữa này cái kìa đây quý vị vậy là hết mất rồi quý vị đưa lên hết được là đưa máy lên hết được rồi quý vị ơi nó đoạn giữa đây ha rồi ra máy xuống từ từ luôn nè đây cành cũng nhóc đây nhưng cái gì nè từ từ xuống đây nó dưới đây thì khổ dạch cũng thấy rồi à nó nghiêng rồi anh em ơi nó ngã rồi rồi cho đã giúp người thân đây để con nó dịnh đi ha dịnh đây vô cái quành luôn đó trên này dưới đây đó, trên đó, dưới trên nó bự quá đó là 31 có dư luôn ha rồi đến cái quý vị đắt nó quay tay cạnh sao ha dù vừa xây vừa dịnh nha để nè để cộng bắp quá nè ha cây này giá 2,9 triệu anh em tay cạnh cũng đặt hết rồi quá trời cao bự cây này ship 3 triệu tiền ship à cây này tay cạnh đều lắm quý vị mà nó cao tàn bự lắm nha cái này dìu quý vị mà đặt hết trước sân cái là hết ý luôn á quá cao luôn tàn bự luôn ha cái này cao dữ tay cành của gì đặt hết trơn nha ý ngã đè ngã đè phải phải trụ rồi rồi xuống cây xuống cây để hỏi nó đè đè hai em luôn á cái đó bự quá ha rồi mã số tiếp theo 43 thì cao cũng khoảng 2 m nhưng quý vị tán ngang chắc khoảng tầm 1,4 m ha nó tàn rồi quý vị đều trơn ha không có lép mặt nào như quý vị hình vô hoành lắc nó quay tay cành sao như quý vị hoành 28 anh em ơi rồi xây đế luôn đi anh để quý vị đó có điều hết đấy anh em để đây đó còn là dàn xương mình cứ quay chậm vậy ha chỗ gì nghía dàn xương nè giá 1,5 triệu thôi anh em đây để mình kéo lên cho quý vị xem luôn đi xương cành sát thì sát đây ha lên tới dài dài tên luôn 1,5 triệu nha quý vị rồi xuống cây luôn mã số 43 cây 44 rồi 44 cái này cao 2 m ngoài á mà nó rồi, cái là... cái đọt chủ đó đó, đó đọt chủ nè cái ngọn đó này ngoài 2 m nha đây đó cái đọt chủ nó đây quý vị quật vào quật lại đây nhỏ ha giờ quý vị cặp cây vô hai nhôm rồi gì mình vẽ nó lên ha tại bứng về rồi có chắc cũng để trong mui á nó hoàng á cái nó quạt theo cái mui luôn rồi đó mui ha tay cành này quý vị ơi cành đều ha đây bắn lên luôn sẵn nó bắn lên luôn chỗ gì nhía nè tay cành đều ha là xuống luôn đây rồi tới cái góc nó luôn rồi hoành nó nghe chỗ vị trí này là 31 ha 31 hoành nha quý vị rồi để nó để có luôn anh em bốn mặt á để bốn mặt có đủ hết trơn nè đó đó đủ á quý vị
tay cành nãy của gì quay xem được nữa. Dướng thì dướng xem nãy là coi tay cành cũng đều lắm á. Dướng như chiều cao này. Giá 2,2 triệu anh em. Rồi 2,2 triệu hết. Đó, đặt chủ nha quý vị. Giữ gì cặp lại nha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo đây. 45 ha. Rồi 45. Xây qua đây. Cái này cao khoảng tầm 2 mét luôn nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm mét 4 ha. Đây, đọt chủ nó ở đây ha. Để whip luôn nha anh em. Trường cành cành này cũng lực lực quá ha. Rồi, quành 31 luôn anh em. 31 quành luôn ha. Rồi, để luôn. Để whip luôn. Đây, xây luôn. Chiều 8 luôn anh em. Rồi, tay cành cái ha. Cành đoạn dưới nè. Bự bự nè. Chiều 8 anh. Chiều 8. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. 46. 6 tàng. Đến đây ha. Viện không nghe kỹ tàng ha. Tàng này đẹp ha. Tàng thông luôn ha. Tông cao ha. Tàng thông nè, đều bốn mặt luôn. Này cao ngoài 2 mét nhiều nha. Tán ngang khoảng lấy mét rưỡi nha quý vị. Tàng thông đẹp quá. Vì ngắm nghía nha. Kéo lên của vị nghía cái tàng cái ha. Nằm để nha, đừng có xây nha. À, nãy quý vị đã thấy là nó đều bốn mặt luôn đó. Dốc lên tới cái đỉnh ha. Ngoài cao ngoài 2 mét ha. Rồi xuống cái hoành luôn nha quý vị. Quành nè. 28 ha. 28 anh em. Rồi 28 quành. Rồi để luôn. Xây xây luôn. Đó, để cũng có ha. Đó, cũng đặt hết trơn nè. Tay cành đều luôn nha quý vị. Chú 7 anh em ơi. Tay cành ha. Rồi 1,7 triệu. Mã số 46. Rồi xuống cây luôn. Rồi 47 đây quý vị. Rồi mã số 47 thì em này cao tầm khoảng 1m7 đến 1m8 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng mét 3 ha. Em này nhỏ gọn gọn nè, gọn gọn nhất nãy giờ. Đây. Xương cạnh ha. Xuống đế luôn nha quý vị. Xuống hoành xuống đế luôn ha. Hoành cũng bự ạ. Hoành ba mấy à. 31 anh em. Đây quý vị. 31 hoành ha. Rồi để luôn. Để có luôn nha anh em. Để con giáp vòng thân ha, chơi nửa vòng nữa nha. Đó. Từ từ quý vị nha. Tay cành. Cũng khá quá ha, tại này nó cũng giót quá ha ta. Đây tự nhiên nó nở cái nó giót lên ha. Đầu voi đuôi chuột anh em. Rồi, xuống giá cây. 7 anh em. Giá 1,7 triệu ha, 47. Rồi, xuống cây luôn. 48. Rồi, mã số 48 đây. Cái này cao chắc cũng khoảng 1,7 m8 gì quý vị. Trong khoảng đó ha. Tán ngang chắc khoảng 1,6 m gì. Nó tàn này sẽ rộng nè. Rồi, thân cành ở trong kích như quý vị. Kích rịch nè. Đế nở luôn anh em. Rồi cái hoành luôn ha. Rồi kéo ngang đó. 29 anh em. Rồi xây cái cụ đế luôn. Đó, đế đẹp luôn. Đó. Rồi, luôn rồi giá 1,6 triệu anh em. Rồi mình lấy 1,5 triệu đi. 1,5 triệu anh em. Rồi 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu quý vị, tay cảnh chân xác hết trơn ha. Rồi,
Qua cây 49 là cũng cây cuối clip anh em ơi. À, số 49 là cây cuối cùng của clip luôn. Để giữ ha. Cái này cao ngoài 2 mét nhiều nha quý vị. Cái này chưa kéo ra anh em. Cái này quý vị mình vô nhôm, quý vị kéo cái tàn ra tàng ok ra. Lắm, tàn okay. Nó hơi hướng lên ha. Đẹp tuyệt vời luôn á nè. Đi vòng vòng luôn, quay nhiều hướng luôn. Rồi tán ngang hôm nay khoảng tầm mét 7. Có hơn, tính đến 7 cho chắc ha. Cao thì ngoài 2 mét nhiều nha quý vị. Dạ bài. Tàn thì cũng kín lắm nha quý vị nè. Lá thì quý vị thấy màu lá nè. Lá đậm màu lá to ha. Đây. Lá như mũi cầu quá. Giới thiệu cái lá cho quý vị xem luôn nè. Đó. À, lá bự bự không nha. Là mặt cái lá rất là dày quý vị. Này bành bự nhất nãy giờ quá. Quanh 36 anh em. Tính 35 thôi. 36 yếu. 35 quanh. 35 quanh. Ờ để luôn. Để luôn. À để này cũng lực quá nè ha. À. Khá để quá ha. Để bạn như bạn à. Như ha. Xíu thôi đi anh. Rồi dừng lại giúp em luôn. Tớp 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 đây. Hướng này dễ thấy tay cành này. Vậy. À. Rồi xây tiếp luôn. Rồi báo giá luôn. 3 triệu anh em ơi. Rồi 3 triệu bao ship luôn. 35 quần mà có 3 triệu bè anh em ơi. Rồi mã số này là 49. 49 là cuối clip anh em. Rồi cuối clip rồi quý vị. Rồi à, để giữ ha. Cần... 3 triệu à, đẹp tay bự vậy. Lá vậy thì có 3 triệu to anh em ơi. Cái 3 triệu bao ship nè. Giờ là gì không anh? À, mình này mình bán mình cũng kiếm tiền chút cháo à anh em chứ cháu không rồi. Có lời nhiều anh em ơi à. Kiếm 100-200 ngàn nuôi vợ con đủ à. Rồi vậy hả à. Nói quý vị vậy hả à. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha thì à. Quý vị thì trong quá trình xem à, quý vị ghi mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Đồng mình ha. À, quý vị mà có nhà ý chốt hết clip quý vị thì có giá yêu thương hơn tại vì cây về một chỗ thì tiền ship sẽ giảm lại cho quý vị cũng rất là nhiều ha. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị tiếp sau em cái bàn nó ra.